Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác là mấy cái mẫu vỏ thùng loa subwoofer vân gỗ và đen bóng. Thì hiện tại em có một cái mã là đen bóng và ba mã còn lại là vân gỗ bóng nha các bác nhá. Thì giá là lượt đồng giá như nhau, đều là 550.000 một chiếc vỏ thùng loa và chưa ship. Đây là giá em thanh lý hộ chủ sửa. Giá bên em là những cái mẫu xúc này thì sau khi nó cộng trừ nhân chia thì phải cộng đến là 200.000 trên một cái để gọi là đủ cái chi phí đóng gói các bác nhá. Bởi vì những cái hàng này là nó là vân gỗ nên là khả năng bị chảy xước rất là cao, nó khác hoàn toàn với các cái thùng như là kiểu sàn kia kìa. Sàn kia thì không sợ. Thì bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác nhá. Giá cạnh nên là vào nói chung là khoảng tầm 200 một cái. Con này có chiều sâu là vào 46, chiều ngang là vào 41 và tổng thể chiều cao là vào 49. Đấy, 46, 44, 49 với cái mẫu là gọi là JB đen bóng. Tiếp theo nữa là cái mẫu boss xe, cái này gọi là boss vân gỗ. Đấy, con này con chiều sâu là 48, chiều ngang là vào 37 và cái chiều cao tổng thể là vào 46. Đấy, cũng là 550 các bác nhá. Chiều ship đâu, thành lý hộ chủ sở. Tiếp theo là cái mẫu này gọi là mẫu, cũng gọi là mẫu gì thì gọi. Đấy, các bác đặt tên gì là đặt. Cái này thì em gọi là vân gỗ viền đen cong. Đấy, con này là có chiều ngang là vào 39, gọi là 40. Đấy, chiều sâu tổng thể cả thùng cả lưới là vào 44 và tổng thể chiều cao là vào 44,5, gọi là 45. Đấy là các bác nhá. Còn tiếp theo nữa là cũng là cái loại mẫu theo kiểu là JB đen vân gỗ. Như con này là nó chỉ có chạy chỉ này, con kia thì chạy chỉ chéo này. Đấy, Hưng Yên vừa nắng vừa mưa kiểu này, không biết là kiểu gì đây. Con này là có chiều ngang là 40, chiều sâu là 45 cộng với cái chiều cao, tổng thể chiều cao là 44. Đấy nhá, là tổng thể là 4 cái mẫu của thùng loa súp hơi bát 30. Cái này gọi là vừa hơi vừa điện nhá, bởi vì cái này nó có một khoang điện. Kích cỡ của khoang điện đó là 22 28 22 28, kích cỡ khoang điện là 22 và 28 các bác nhá. Thùng được bên em nghiên cứu, ngày trước nghiên cứu sau là có vài mẫu là bỏ rồi, còn những cái mẫu nào mà vẫn dùng ấy thì giữ nguyên. Thì nói chung là khoang cộng hưởng bên trong thùng nó chỉ còn tầm 50 đến 80 lít thôi, con nào giỏi nhất là 80 lít khối lượng cộng hưởng hết cỡ. Đấy, còn thường thường là thế. Con này là bát u gầm này, con này bát u gầm là hai cái mã bát u gầm, hai cái mã bát mặt. Bát mặt thì nó có lưới e căng vải đặc trước để che và trang trí cho cái thùng súp. Thì nói chung là giá nó rất là như nhau. Con này thì nó có một cái thanh nốc, nốc 1 cm này, chạy chỉ gọi là trang trí này. Các bác về các bác nhìn kê nó sẽ rất là đẹp. Giá rất là sơ yêu thương thôi, giá rất là hợp lý. Bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Giá vô cùng là đẹp và giá rất là tốt thôi. Đấy, thùng đây, sơn đen bóng. Cái công nghệ sơn này thì nó tốn nhiều tiền lắm, vì nó có một vết xước nhỏ thôi là bị trừ, liệu vào công ty nó sẽ bị loại ra. Và cái hàng loại, hàng thanh lý thì gần như là ít lắm. Đấy, các bác nhìn nhá, vân gỗ rất là đẹp. Sơn gọi là vân gỗ sơn phủ bóng, và cái nước sơn này thì phải gọi nó rất là đẹp, gần như đẹp nhất từ trước đến giờ. Thùng ở Hưng Yên làm thì có mỗi ở đơn vị em đang hợp tác để quảng cáo này là làm sơn vân gỗ thì rất là đẹp, không có điểm nào mà chê cả, đẹp nhất, đẹp nhất. Nếu như các bác mà biết ý, thì ở gọi là ở trên khu vực huyện Văn Lâm nhá, các công xưởng trên đấy vẫn nhờ bên xưởng của bên em sơn lại những cái mẫu thùng này, hoặc là bên họ đóng nhưng nhờ bên em làm trang trí vân gỗ này. Gỗ thì nhiều cái loại gỗ là mua theo kiểu mua thanh lý, nhiều tấm còn xin được cơ, nhưng cái gỗ này đều là gỗ mới chứ không phải là gỗ thanh lý. Những cái này mà làm gỗ thanh lý các bác về dùng một thời gian nó sẽ có hiện tượng phọp phẹp, nghe nó khó chịu lắm. Nói chung là con súp nào thì súp, thùng nào thì thùng, làm đẹp về hình thức là các bác đã thích rồi. Đấy, còn hay về chất âm, nó còn hợp với củ loa nữa. Mỗi một củ loa nó sẽ cho ra một cái gọi là phê quy ram tần số đáp ứng khác nhau. Những cái mẫu này đều là sử dụng cho dòng súp điện. Bảo chủ xưởng anh đưa em hơi để em về em quảng cáo, toán đưa điện, bảo đưa em sơn sần và toán đưa bóng mới phân cộ. Chủ xưởng thánh vui tính.
Đây nhá, trên đây thì đã báo cáo hết tất cả các bác rồi, giá là 150 một chiếc vỏ, áp dụng với 4 chiếc vỏ hiện tại em đang quay ở đây. 450, à đâu 550, quên này, 150, đọc nhầm các bác thông cảm nhá. À, giá bên em đang bán là giá tại cửa hàng, chưa có bao giờ phí ship vận chuyển. Ví dụ như là phí ship vận chuyển của các mẫu súp này thì nó chỉ khoảng tầm 200.000 đến 250.000 một chiếc, là đã gọi là đảm bảo là hàng không bị xước cho các bác rồi. Đấy, trừ khi gọi là anh em bên vận chuyển có gây thù chuốc oán gì với các bác, hay là các bác hay là anh em bên vận chuyển có gây thù chuốc oán với cửa hàng em thì anh em mới đập thôi, chứ còn thường thường là không đập đâu. Bởi vì cái chi phí bảo gọi là chi phí gọi là đền bù hàng dập vỡ ấy, nó rất là cao, nên đến là 80 hoặc là 100% so với sản phẩm. Những cái sản phẩm như này là dập nát vỡ là sẽ được đền bù từ khoảng 60 đến 80 hoặc 100%. Đấy, rất là kinh khủng luôn. Ký hợp đồng như thế thì nó mới có cơm được. Đấy. Thì đây nhá, em đã thông báo kích cỡ số đo các cái rồi. Các bác nào có thích cái mẫu thùng nào thì hãy trực tiếp nhé. Thùng nào nó cũng đẹp hết, thì em sẽ quay chi tiết trong những video clip lần sau. Hôm nay là Hưng Yên một ngày là trời là không phù hộ cho lắm. Ông chờ ông ghét em rồi. À, đang làm một đống thùng nhưng bây giờ nó vẫn như kia thì chết rồi. Kho xưởng không có nên là làm nó phải như này. Mong các bác hết sức thông cảm nhá. Thùng này là các bác chơi gia đình được, chơi trong những gian phòng diện tích khoảng tầm từ 40m² trở về. Nếu như đặt súp đúng vị trí cộng hưởng tốt thì nó có thể khoảng 40m² trở về. Còn trung bình là 15-20m² là các bác đủ nghe rồi. Phải lực đánh của nó ra cũng khiếp đấy. Nó nếu như vào mạch súp và củ loa mà tốt thì có thể đạt đến là 125 dB. Với loa súp 30-125 dB, nó thuộc dạng là đánh rất là gấu và cực kỳ khỏe, nó không kém gì những cái súp xịn bát 30 của hàng hãng chính hãng đâu các bác nhá. Đánh tiếng rất là ghê và mạnh, và tần số cộng hưởng rất là êm và sâu. Ok, video đến đây nhá. Bây giờ em phải bê vào, không là tí nữa là mưa to, ông trời ông cho quả thiên lôi cái thì thôi em oẳng đấy. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. Chào anh em quý vị nhá. Chào các bác. Hôm nay em đến thăm chủ xưởng. Chủ xưởng mà không được quay trên sàn. Nhưng mà hôm nay anh em chúng em là chốt hạ rất nhiều hàng giá sập sàn cho các bác. Thay vì là các bác bảo là hàng bên em bán đắt, bên em bán có đắt có rẻ, những cái hàng rẻ em bán chìm, nhưng đợt này chơi nổi luôn. Bán theo kiểu là xả hàng xả kho thì chủ nợ bây giờ đang chủ xưởng giờ sắp vỡ nợ nên là bán hộ chủ xưởng. Đấy nhá, thì lấy tương tác của các bác và bán mỗi thứ em chỉ cộng 100.000 cho một sản phẩm thôi. Ví dụ cái thùng này về là bên em đang nhập về ví dụ là khoảng 1,5 triệu thì em cộng 100.000 công bìa đóng gói, và các bác đấy thì sẽ tự chịu tiền cước vận chuyển. Vậy em sẽ quay chi tiết cho các bác xem, ví dụ thế. Đấy, ví dụ lấy về 1,5 triệu, đóng bìa bao các cái vào là 1,6 triệu, và em bán cho các bác với giá thu hồi vốn của đại công xưởng bên em to nhất nhì Hưng Yên luôn, to nhất tại khu vực thành phố Hưng Yên. Và rất là nhiều anh em đã biết rồi, bên em bán thì hàng là phải đạt tiêu chuẩn, còn những cái hàng này là bây giờ bán thu hồi vốn hộ chủ xưởng để lấy tiền giả công nhân. Đấy, chủ xưởng đang ngồi ngáp từng hơi. Ok nhá, anh em nào mà đại lý nào chốt số lượng thì hú nhá, có nhiều lắm. Đây là quay dùng cái chế độ đèn flash của điện thoại này, là các bác nhìn thấy tí tí thôi, chứ thật ra nhiều lắm. Xúc đơn, xúc kép, nai dây, rồi nói chung là các kiểu các loại có nhiều lắm. Đây là cái này là xúc hơi 40. Bên xưởng chúng em thì có 30, 40, 50 hơi điện đầy đủ hết, và kéo thì nhận đơn của anh em rất nhiều. Đó. Nên các bác nào mà có thật sự là thích ý, mà ví dụ làm số lượng lấy lớn thì hú em nhá, em bán hộ thôi, giá rất rẻ. Tầm này là như ở trong đây là tính qua đã vào gần 400 chiếc vỏ súp các loại rồi. Gần 400 chiếc. Đây là một chiếc nó to này. Một nết được 8 chiếc đến 10 chiếc. Còn loa phun, loa đứng, loa nằm thì nhiều lắm. Đây, trong đây tối om luôn, không nhìn thấy gì luôn. Không nhìn thấy gì đâu. Anh em nào, các bác nào có ôm số lượng thì hú nhá. Em sẽ review từng chi tiết, từng cái sản phẩm trong clip lần sau.